như cô có một đứa cháu gì đó mà ngày nào không gặp là phải Zalo nha con. Lái xe đúng 8 giờ là tắt máy để làm chi? Zalo nói chuyện với cháu ngoại, sợ gọi 9 giờ dạy xong đủ điểm á, 9 giờ thì nó đi ngủ đó, cha mẹ nó ở bên đó cũng cho ngủ sớm. Phần đông á, người ta sẽ hỏi cô á, là cái câu là con cái đâu không nuôi mà để cô phải chạy như vậy. Thì cô chỉ nói là như vậy, bây giờ cô còn sức khỏe thì cô làm cho con cô nó đỡ cực. Nếu mà bây giờ mình ngồi ở nhà mình ăn là tức là mình ăn bớt cái phần của cháu mình thôi, để nó đi tìm nó cho con với cháu nó ăn nó đi học. Cô đăng ký á, thì con cô nó không cho. Nó nói cô là mẹ nghĩ làm sao mà khi Suya thấy mẹ chạy xe ôm lang thang ngoài đường, nói tụi con không nuôi được mẹ. Cái là tụi nó không cho một cô đi làm, cô đăng ký xong rồi dễ giấu chìa khóa. Cái cô mới nói chứ, bây giờ giấu chìa khóa phải không? Mẹ đốt xe. Không cho đi phải không? Mẹ đốt xe. Cái là cô hâm thôi, mà tụi nó cũng sợ, nó trả lời cô chìa khóa. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Cô sinh 1956, 64 tuổi. Bé ơi, xe xong nè. Rồi, lên. Cô có một đứa con và một đứa cháu duy nhất. Thì cái đó là một cái niềm hạnh phúc tuyệt vời rồi. Cô chờ cho cô có một con. Sắp xếp sao nó hợp với cái gia đình của mình là được. Đúng 6 giờ sáng cô cũng bước chân ra khỏi nhà, mở chuyến xe chạy đầu tiên. Thì khi mà khách lên xe đó thì cô sẽ hỏi con, bây giờ ở đây mình đi đường nào? Tại vì cô thường là cô không mở định vị, tại cô biết đường nhiều rồi, phải chủ động bắt chuyện cho nó đỡ ngột ngạt. Lên xe mà im lặng quá nó chán lắm. Nhiều người cắt, nhiều khi người ở đây mà bận rộn lắm, chuyện đâu, cố thúc mình đi cho nhanh nữa kìa. Mà mình lớn tuổi mình đi nhanh mình sợ nguy hiểm á. Cứ chạy cho tới 9 giờ là kết thúc buổi sáng. Sau đó thì ăn sáng rồi gọi điện cho con, có ăn gì chưa mẹ mua. Thì nó có bầu, con ơi ăn gì chưa, sáng cho mẹ ăn gì chưa. Sao gắm tay bác sĩ nói sao, giờ ăn gì mẹ mua mẹ nấu nè. Không ăn đồ ngoài đường nữa nghe, để mẹ nấu. Hồi trước cô là chủ một cái quán ăn khoảng thời gian 23 năm. Mà mình nuôi con xong học, là học đại học có bằng cử nhân là đối với cô. Buôn bán như vậy là thành công. Còn cái giai đoạn sau là thất bại, do không thuê được mặt bằng là thấy cuộc đời nó đi dần bế tắc rồi. Từ cái cô làm ăn thất bại, cô bi quan, cô nghĩ quẩn. Bây giờ không lẽ là cô đi ở đợ. Cái tuổi cô 60 như vậy mà cô đi làm cái việc nhà, nước mắt nó rớt xuống, không dám để cho ai biết mình thất bại như vậy. Mà bây giờ có công việc ra, mình đường đường sống, mình đi ngoài đường, tinh thần mình sảng khoái, mình không bị chết. Mình nói chuyện với hành khách vui vẻ, mình coi như con cháu. Rồi khi có cháu ngoại, con ơi, một cái tiền sữa của cháu là bao nhiêu? Mẹ phụ. Rồi bây giờ, khi cháu ngoại lớn lên, con ơi, tiền học của cháu một tháng bao nhiêu? Mẹ phụ. Con thấy không, kể từ cái ngày mẹ vô công việc, con cấm cản, con đe mẹ. Bây giờ, mẹ phụ cho con còn điều gì mà con không hài lòng? Còn cái khi mà cô diệt ra là cuộc đời cô gửi sang một trang mới ở cái lứa tuổi gần 60. Mà cô sang trang, làm ra đồng tiền, vững bước đứng lên, đứng trên đôi chân của mình.